Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào khoảng 22 giờ tối ngày hôm qua tại quán karaoke Cường Phát ở đường Trần Quang Diệu, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Điểm xuất phát cháy tại một phòng trong quán karaoke, các nhân viên trong quán cố gắng dùng nước dập lửa nhưng không thành công nên đã gọi báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường cứu chữa. Một số nhân viên trong lúc dập lửa bị ngạt khói được cứu đưa ra ngoài an toàn. Hơn 60 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và công an Quảng Ngãi cùng 6 xe chữa cháy chuyên dụng tham gia chữa cháy. Do vụ hỏa hoạn xảy ra trong không gian kín với nhiều vật liệu dễ cháy nên không thể dập tắt lửa từ bên trong. Lực lượng chức năng phải dùng xe thang chuyên dụng, đập cửa kính, dùng vòi rồng dập lửa, ngăn không cho cháy lan sang các nhà karaoke bên cạnh. Cách đây hơn 2 tháng, quán karaoke Cường Phát cũng đã xảy ra hỏa hoạn, làm thiệt hại gần 1 tỷ đồng.